Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm việc với DB bằng PHP thuần và cơ sở dữ liệu là MySQL. Thì để bắt đầu thì chúng ta start cái SAM lên, chúng ta start cái Apache và MySQL. Sau đấy mình có cái phần mềm là Navicate, hoặc các bạn có thể sử dụng cái PHP MyAdmin ở trên local cũng được. Thì đầu tiên mình tạo ra một cái database. Mình đặt là poly PHP 1, charset là UTF-8 Unicode và collation là UTF-8 General CI. Ok, ở đây để phục vụ cho bài assignment của chúng ta thì mình sẽ tạo ra một cái table, mình xếp nó, name của nó là user. Ok, đầu tiên là cột, tạo các cột cho nó. Đầu tiên là ID, name là in, primary key. Tiếp theo là username vacha 255. Tiếp theo là cột password 255. Đây cột email 255. Ok, mình xếp xuống bảng này, tức là bảng user. Cái này mình đặt lại auto increment để cho mỗi lần chúng ta thêm một cái cột, thêm một bảng đi vào thì chúng ta sẽ nó sẽ tự động tăng lên một giá trị, bắt đầu từ số 1 xếp xuống. Cái này phải là key auto increment, xếp xuống. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta đã có bảng user open ra, nó chưa có gì cả. Thì tạm thời chúng ta sẽ insert tạm vào đây một dữ liệu là FPT chứa poly password, thì mình sẽ định sử dụng là SHA1. Thì chúng ta search trên Google xem có cái SHA1 generator nào không thì chúng ta dùng. Tôi định đặt password là 123456 hash. Đây là sẽ là cái password sau khi mã hóa chúng ta. Copy mã paste vào đây. Email là fpt@edu.vn. Rồi ok, chúng ta đã có user. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái thư mục của SAM ấy. Vào htdoc chúng ta tạo một cái thư mục mới tên là fpoly dưới php1, enter. Mình sử dụng cái editor là supplytext, chúng ta có thể sử dụng nó để code cho cái project này. Chúng ta vào cái thư mục là sam htdoc fptpoly, trong này nó sẽ chưa có gì, ban đầu là như thế. Ok, thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái file, file này sẽ là file index.php. Ok, chúng ta đã có rồi. Chút quên, cái DB của chúng ta, cái bảng user này sẽ dùng chỉ để đăng nhập thôi và kiểm tra đăng nhập, và nếu mà có bạn nào đã đăng nhập rồi thì mới thêm bớt sửa xóa được các cái bản ghi ở trong đấy. Thì mình sẽ tạo thêm một hai cái bảng nữa, là bảng này mình sẽ làm bảng category, nó gồm là ID này, primary auto increment, tiếp theo là name vacha, tiếp theo là description vacha, đây là cột image vacha. Cái description này mình đặt là text. Ok, xếp xuống. Rồi ok, bảng tiếp theo là bảng product, thì mình có ID, name, get ID,
Cái này nó sẽ là cái foreign key của chúng ta, để biết xem là cái sản phẩm đấy thuộc cái category nào. In description. Image. Ok. À quên, có price nữa. Decimal 18 2 đang là 18 ký tự 2. Ok, mình xếp xuống, nó sẽ là bảng product. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thêm tạm một vài cái sản phẩm vào, một cái bài cái category vào đây để lấy data test. Insert đây, name là smartphone, description là kệ nó, image mình cũng chưa đặt. Tiếp theo là đây là laptop. Tiếp theo nữa, mình sẽ đặt là keyboard. Xếp. Rồi, chúng ta có thể thấy cái ID nó tự động nó tăng lên. Thì đầu tiên mình sẽ connect nó đến database. Thì đầu tiên mình sẽ có file PHP khởi đầu nó. Chúng ta vào Google search là PHP Connect MySQL video. Chúng ta có thể vào cái W3 School này. Đây, chúng ta sẽ có một cái video đây. Chúng ta copy nhá. Ra cái server này. Chúng ta có local host, username của chúng ta là Sam, nó mặc định là root. Password nó không có gì, chúng ta bỏ đi. Tôi sẽ tạo thêm một cái biến nữa. Tạo thêm một cái biến nữa vào đây. Biến của tôi nó tên là DB name. Tôi sẽ đặt nó là cái DB mà chúng ta tạo trong này, nó tên là poly php1. Poly gạch dưới php1 xếp vào. Chúng ta thay cái DB này bằng cái DB biến là biến DB name, xếp vào. Rồi chúng ta lại test ở trong này, nếu mà nó succeed tức là nó connect thành công thì chúng ta sẽ echo ra cái connect succeed full. Còn nếu mà vào exception tức là cái DB của chúng ta nó bị lỗi hay là làm sao đấy thì chúng ta sẽ connection fail và tôi sẽ die luôn cái website của chúng ta. Đây, chúng ta có thể test localhost 2.88 sược thư mục của tôi là fpoly php1 fpoly dưới php1 enter. Ok, connect được successfully. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta đã có được cái connection đến database rồi. Những cái thông số này các bạn có thể search trên pp.net để biết xem nó là cái gì. Mình sẽ không đi sâu vào cái phần này. Bây giờ mình sẽ đổi tên nó thành db.php, xếp xuống. Ok. Tiếp theo mình sẽ lấy dữ liệu ra từ cái bảng category kia để sâu ra ngoài để demo. Thì chúng ta sẽ tạo một cái file mới là file tôi mình đặt là index.php. Rồi, ở đây mình cũng mở đầu là php. Chúng ta sẽ tiến hành là require cái file của chúng ta là file db.php. Chúng ta xếp xuống. Sau đó chúng ta vào trong cái này. Chúng ta nó sẽ lấy ra đây là connect này. Chúng ta vào cái phần select data này. Thì chúng ta đã có connection rồi. Đây video. Đây
Đây là đây, video đây. Thì chúng ta đã có cái connection ở trên đây rồi. Đến đây, đấy là chúng ta có đến đây rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc copy cái STMT này, chúng ta paste xuống. STMT. Và chúng ta thay đổi cái câu lệnh select trong này. Chúng ta select ra ID, name, description và image from cái bảng của chúng ta là bảng category. Rồi. Chúng ta có thể check cái bây giờ chúng ta sẽ lấy ra dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng là category bằng cái STMT kia. Chúng ta muốn lấy hết dữ liệu ra thì chúng ta fetch all. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là check cái category của chúng ta có những cái gì. Chúng ta va đăng đai luôn đây. Ok, chúng ta có thể vào trong này chúng ta test. Anita video statement fetch all. Để mình check lại cái fetch. À, mình viết sai chữ fetch. Rồi, chúng ta đã có một cái array gồm 3 bản nhi, trong đó có string name là smartphone này. Cái thứ hai nó laptop này. Cái thứ ba của chúng ta là keyboard, đúng 3 cái bản nhi nằm trong đề của chúng ta rồi. Thì các bạn có thể xem smartphone, laptop, keyboard. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, bởi vì chúng ta đã va đăm nó ra có dữ liệu rồi thì mình sẽ tiến hành là hiển thị nó ra ngoài. Đóng cái PHP này vào. Chúng ta sẽ có một cái bảng table. Không đi. Mình sẽ sử dụng cái không, tạm thời lấy cái table ra. Chúng ta có cái th. Trong th này của chúng ta có những cái thẻ th. Mình lấy một cái tr. Trong tr chúng ta có th, chúng ta có những, lấy ra id này. ID name. Image description. Và tôi sẽ để một cái cột th trống ở đây, không có gì. Xếp xuống. Xong rồi, chúng ta sẽ có một cái t3d. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết code PHP để lấy dữ liệu ra trong này. Tôi paste cái vừa rồi vào đây. Tránh cho sai việc va đam thì tôi sẽ sử dụng là if. If cái category kia của tôi bằng true thì tức là nó lấy ra cái dữ liệu. Nếu mà chúng ta có thể lấy ra đây, tôi thêm một chữ s gì vào đây thì chúng ta có thể check được cái category nó bằng cái gì nếu mà nó câu lệnh sai. Ok, chúng ta có thể check ở đây. Đây là bảng này không có tồn tại trong DB. Chúng ta sẽ xem nó là cái gì. Bằng error này. Base table new file. Thì chúng ta thử để nguyên như này, nhưng mà chúng ta where ID bằng 100, ID nó không tồn tại. Thì chúng ta thử xem nó ra cái gì. Đây, nó array bằng 0. Array bằng 0 thì chúng ta có thể check là if category, chúng ta count số lượng của cái array ra, số lượng element nằm ở trong cái array ấy. Chúng ta count cái category lớn hơn 0 thì chúng ta mới sinh ra những cái phần tử nằm ở trong đấy. Đóng vào.
chúng ta sẽ có những cái thẻ TR. Trong TR có TD, có các cái cột bao gồm như sau này. Đầu tiên là ID đúng không? PHP, Echo. Trước hết chúng ta phải for x, nó quên, xin lỗi các bạn. For x history add value. Chúng ta bê mới này lên. Value ở phần tử là có tên là ID. Tiếp theo là name image description. Ok, bây giờ chúng ta có thể sờ xem là nó ra cái gì. Category value cao lớn hơn 0. For each category value ID name description. Tôi sẽ check từ va đồng rồi đây. Cái biến value của tôi xem nó là những cái gì. Không vào. Tức là ở đây cái câu lệnh word query where chúng ta sai đây. Ok, tôi đai ra nó ra cái này. Tôi bỏ cái đai đi. Ok, chúng ta đã có ID này, name này, image description và nó lấy ra smartphone, laptop, keyboard. Bây giờ tôi test tiếp, tôi thử thêm một cái bản ghi nữa vào đây. Đây là mouse. Không có gì, xếp xuống. Chúng ta F5 và ra mouse. Ok, đây là cách chúng ta lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Thì tổng hợp lại, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một file DB. Chúng ta thực hiện là tạo cái biến connection. Chúng ta new một cái PDO ra với những thông số là MySQL này, host bằng cái server name của chúng ta là localhost, username. Quyền tiếp theo là cái DB name chứ. DB name nó sẽ bằng cái DB chúng ta vừa mới tạo ra. Tiếp theo là username và password. Rồi, xong sau đấy ở những cái chỗ nào chúng ta cần lấy ra DB thì chúng ta require cái db.php. Sau đó thực hiện là connection prepare đến cái câu lệnh select của chúng ta hoặc là câu lệnh insert update delete. Xong rồi sau đấy chúng ta execute nó. Nếu mà lúc nào mà các bạn cần thiết lấy dữ liệu ra thì chúng ta thực hiện dùng cái fetch. Chúng ta có fetch hoặc là fetch all. Fetch để lấy ra một cái dữ liệu đầu tiên, còn fetch all là lấy ra toàn bộ. Sau đó chúng ta thực tiến hành là validate, nếu mà cái số lượng nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ thực hiện là for each cái dữ liệu của chúng ta ra để lấy ra từng bản ghi một ở trong cái array. Ok, video đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đây và lấy dữ liệu ra. Còn đến video sau thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta thêm sửa xóa cái dữ liệu này. Ok, chúc các bạn học tốt.